Vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quang vô lượng kiếp ta bà thế diệu thanh ấy chính là chỉ cả sao cùng tu chứng quả văn thù và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chẳng chẳng đáng ghê tôi nhỏ trí có ai bị dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính bất thành Việt Nam ơi. Một cành tiên mây làm che phủ có cam tuyền thật nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài oai thần linh hiện không hai tâm thanh cơ khổ chẳng nài công phu ê nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giang cấm kỳ độ cho hay có kẻ qua đò mắc nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường chỉ thành đốt nén tâm hương ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy đức Như Lai truyền dạy không sai chúng ta chớ
có quan này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chính từng sen bao đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấng Phạm Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Ngài thầy dạy khắp trời người, cha lăng chúng bốn loài quý trong một niềm. Chứng sanh nghiêm ba kỳ, không cùng tận. Phần chúng sanh tâm thường rộng lặng, đào cảm thông không thể nghĩ bằng. Lưới đế châu vì đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời. Trương bao tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y. Chí tâm thanh lệ nam mô tận hư không biên phạm giới quả hiện vị lai tâm vương chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí Tâm Đảnh Lệ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Liều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hà thân Di Lặc Tôn Phật, đại trí văn thù sư lời Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thân Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bên
phần rõ biết ngọn hương chi tiền. Cảm thân toàn thế hiện tiền, à, chứng minh hương nguyện phương liền ban cho. À, Nam mô hương vân cái Bồ Tát. À, Nam mô hương vân cái Bồ Tát. Nam mô phần pháp rộng sâu rắn nhiệm màu, ở trăm nghìn muôn kiếm khó tìm cầu. Nay con nghe thấy kiên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghe nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quán trình áo bài bài hứa chấm tay hướng Phật, mà bằng rằng Thế Tôn Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà thân là Quán Thế Âm. Phần bảo Ngài Vô Tăng Ý Bồ Tát Thiện Nam Tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu ca cổ nào nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này, mồm lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải quán, nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đành. Do vì xưng ngoài thân của Bồ Tát này, vậy nếu bị nương lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ưng chúng sanh bị tìm can cứ cho bao như vàng bạc lưu ly xa cư, mà nào sáng ngô hộ bánh trăng châu nên vào trong biển lớn. Và sự do bao thổi ghê thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ là sáng trong đó, nếu có nhận đến một người từng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời những người đó đều đang qua coi làn quỷ là sáng do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xăm sẽ bị hại xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời giao gây của người kia cầm liên gây từng cung mà đặng khóa khỏi, nếu quý giả khóa cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người. Nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mà mắng dữ, mà nhìn người huống lại làm hai đắng giàu lại có người hoặc có tội. Hoàng không tội không cầm tiền xin trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy đều đứng ra liền đặng thoát khỏi.
cõi nếu kia oán tánh đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Có mong vì thương chúa dân đoàn người buôn đêm theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở, trong đó có một người tướng rằng can thiện nam tử chớ có sợ rằng can ông phải nên mong lòng xin danh nhiều quán thế âm bồ tát, vì bồ tát đó hay đem pháp vô ý thi cho chúng sanh. Nếu can ông xin danh hiệu ngài tài thế đắng thoát khỏi nơi oán tật này, đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng nam mô quán thế âm bồ tát, vì từng danh hiệu bồ tát nên liền đặng thoa khói vô tận y quán thế âm đại bồ tát, có chân ngoài tầng rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng danh dung thường cung kinh niệm quán thế âm bồ tát, liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều dân hơn thường cung kinh niệm quán thế âm bồ tát, liền đặng lìa lòng dân hơn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kinh niệm quán thế âm bồ tát, liền đặng lìa ngu si vô tận ý quán thế âm bồ tát, có những chứng ngoài tầm rộng lớn nhiều sự nơi in như thế. Cho nên chúng sanh thường phải một lòng thường nhớ đến ngài. Nếu có người nữ già trở muốn cầu con trai lễ lại cũng dường quán thế âm bồ tát, liền chẳng con trai phượng đừng trì huệ. Già trở muốn cầu con gái mẹ chẳng con gái cô tướng xinh đẹp chớ ra trong còi buông đứng, mọi người đều kinh mến vô tận y quán thế âm bồ tát, có sân hoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại quán thế âm bồ tát, thời phước đứng chẳng luôn mất, cho nên chúng sanh đều phải tỏ trì danh hiệu quán thế âm bồ tát. Vô tận ý nếu có người tỏ trì danh từ của 62 ứng hằng hà sa bồ tát, lại trọn đời cũng dương đồ ăn uống y cũng dường nằm của phan y. Ông nghĩ sao công đức của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa bạch thế tôn rằng nhiều phần dài, nếu lại có người tỏ trì danh hiệu quán thế âm bồ tát, nhận đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đứng của hai người đó bằng nhau không khá trong trăm nghìn muôn ân kiếp, không thể cùng tận vô tận ý tỏ trì danh hiệu quán thế âm bồ tát. Đặng vô lượng vô biên phương đứng lời ích như thế, ngài vô tận ý bồ tát bằng phần rằng thế tôn quán thế âm bồ tát, vào đi trong cõi ta bà như thế nào? Vì chúng sanh nói pháp như thế nào, sức phương tiện của ngài như thế nào? Phần bảo vô tận ý bồ tát thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phần đàn đồ qua thời quan thế âm bồ tát, liền hiện thân phần vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên giác. Đàn đồ qua bồ tát liền hiện thân duyên giác vì đó nói pháp
phạm vương về nó nói pháp. Ngài đang dùng thân để thân đặng đờ có bồ tát liên hiện thân để chánh về nó nói pháp. Nơi đang dùng thân tư tài thiên đặng đờ thoát bồ tát liên hiện thân tư tài thiên về nó nói pháp. Nơi đang dùng thân tề ra môn đặng đờ thoát bồ tát liên hiện thân tề ra môn vì nó nói pháp. Nơi đang dùng thân tiểu vương đặng đờ thoát bồ tát liên hiện thân tiểu vương vì nó nói pháp. Nơi đang dùng thân trương gia đặng đờ thoát bồ tát liên hiện thân trương gia vì nó nói pháp. Nơi đang dùng thân cư sĩ đặng đờ thoát bồ tát liền hiện thân cư sĩ vì nó nói pháp. Nơi đang dùng thân tế quan đặng đờ thoát bồ tát liền hiện thân tế quan vì nó nói pháp. Nơi đang dùng thân bà la môn đặng đờ thoát bồ tát liền hiện thân bà la đang dùng thân tỳ kheo tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di đằng đồ thoát bồ tát liên hiện thân tỳ kheo ni ư bà tăng ư bà di vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân vô nữ của trưởng giả cư trí tế quan bà la môn đằng đồ thoát bồ tát liền đồng nam đồng nữ đằng độ thoáng bồ tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân trời đồng giả cho càng thắng bà a tu la ca lầu la thân na la ma hồ la già nhân cùng vi nhân đằng độ thoáng bồ tát liền đều hiện thân mà vì đó nói pháp. Nơi đang dùng thân thần chấm kim cang đằng đờ thoát bồ tát liền hiện thân thần chấm kim cang vì đó nói pháp. Vô tận ni quang thế âm bồ tát đó thành tựu công đứng như thế dùng dạo đi trong ca cõi đường để độ toàn chúng sanh như thế. Vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng căn xa sanh hãy ban cho sự vô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thế vô ý. Bồ Tát Bằng Phần Đằng Thế Tôn, con nay xin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị trăm nghìn lượng vàng nơi cổ đêm cúng dường cho ngài Quan Thế Âm mà nói rằng: xin ngài nhân chuối ngọc trăng bao pháp thế này, khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuối ngài vô tận ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: xin ngài về thương chúng tôi mà nhận chuối ngọc này. Bây giờ phần bao ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng thứ chúng cùng trời rồng và cho càng tháng bà tu la ca lâu la thân na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó tâm thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng thứ chúng và trời đồng nhân vi nhân vân vân mà nhận
chuỗi ngầm đó chia làm hai phần, một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo. Vô Tần Y Quán Thế Âm Bồ Tát có sức ngoài thần từ tại như thế, vào đi nơi cõi ta bà lung đó. Ngài Vô Tần Y Bồ Tát nói kệ hỏi Phật rằng: Thế Tôn Đủ Tướng Tô Con nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm đánh đầy đủ nhiều nghìn đứng và phá nguyên thân tình lớn ta. Vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niệm chẳng luôn qua hay gì khổ ca cõi giá sự thanh lòng hài cho lớn hầm lửa lớn do chân niệm quán âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng do trong mọi chẳng chìm đặng ngầm ở chốn tu di bị người châu rơi xuống do chân niệm quán âm như mặn nhật treo không hoang bị người dư rượt ra khuôn núi kim can do chân niệm quán âm chẳng tổn đến mãi long hoàng gầm oán tận vây đều cầm nhau làm hài do chân niệm quán âm đều liền sanh long lanh hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình sanh chén do chân niệm quán âm giao liền gầy từng đoạn hoàng tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cầm do chân niệm quán âm tháo ra đàn hoa khói nguyện rủa cán cuốn độc muôn hại đến thân đó do trở hài nơi bổn nhớ hoàng gặp lá sáng giữa rồng độc cán loài quỷ do chân niệm quán âm liền đều không dám hai hoàng thu giữ vây quanh anh vuông nhọn đáng sợ do chân niệm quán âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đông khói lửa đông do chân niệm quán âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ sen đánh tuôn da tôi mưa lớn do chân niệm quán âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng tầng quán âm xưng chi diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ thương thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nước mười phương không coi nào chẳng hiền càng loại trong đường giữa địa ngục quy súc sanh sanh già bệnh chán khổ lần đều khiến dân an chân quán thân tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tâm tịnh không nhân huệ nhận phá cán tối hay phùng tai gió lửa thăm soi sang thế gian lòng bị răng như tâm ý từ diệu đường mây thối mưa phán càng lồ dứt trừ lửa phiền não cải kiện qua chỗ quan trong quân trăng sẽ thành do chân niệm quan âm cử oán đều lui tan diệu âm quán thế âm phạm âm hai triệu âm tiến hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm 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 chớ sanh nghi quán âm bừng tình thân nơi khổ nào nàng chán hay vì làm nương cậy đủ công đức mắng lành trong chúng sanh điện phương lớn không lường cho nên phải đành lề
Bây giờ ai trì địa Bồ Tát liên tư cho ngồi đứng dậy đến trước bánh Phật rằng Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại Phổ Môn thì hiền chứng thần thông này thời phải biết công đức của người đó chẳng yếm lúc phần ngôi phẩm Phổ Môn này. Trong chúng có 84.000 chúng sanh đều phát tâm vô đằng chánh giác. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát Chân Ngôn Viên Án Đa Đi Đa Đi Đôn Đa Đi Đôn Đôn Đa Đi Ta Bà Án Đa Đi Đa Đi Đôn Đa Đi Đôn Đôn Đa Đi Ta Bà Án Đa Đi Đa Đi Đôn Đa Đi Đôn Đôn Đa Đi Ta Bà Nam mô Bổn Nam Nhân Cần Lễ
Nam mô Tào Pháp Thuyền Vô Khổ Hải Quán Âm Như Lai Đồ Tần Chúng Sanh Nguyện. Nam mô Tiền Trạng Phán Hầu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tín Dẫn Tây Phương Nam mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Tầm Quán Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Biến Không Thành Nhị Đại Nguyện Thế Hoan Thâm Khổ Hại Phiếm Từ Phong Phổ Thế Tâm Dung Sáng Sáng Hiện Vô Cùng Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Bồ Biết Tâm Kinh Tâm Trí Huệ Thính Thính Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chẳng Bớn Mây Trần Lào Lào Bốn Thánh Thiên Chân Bao Trùm Muôn Loài Chẳng Phân Thanh Phàm Vần Tâm Ấy Lần Trang Sáng Suốt Cõi Bờ Kia Một Bước Đến Nơi lòng tròn đủ xưa nay công thành quả chứng có bài đính đáng hàng Bồ Tát danh quan tự tại khi tham tiền Bồ Ngài đến trong mà thầm vào trí huệ mơ thông soi thấy năm uẩn đều không có gì đồ tất cả không chi khổ áp trong thời
lớn tâm hiền cảnh khắc ra, sánh không chung ở một nhà. Không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không, mà ấy sắc tương cùng đồng không tương, không tương y như tường sẵn kia, thọ tưởng hành thân phân chia. Cùng lại như vậy tông về chân không, tòa sáng tương nhân ông tạm đó, cao pháp kia tưởng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng cấu chẳng tình chẳng sờn chẳng than. Cơ ấy lên cõi trên không giới, thế nào là vô ngại thường chân. Vốn không ngủ quần âm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy đồng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không. Tánh không sang xuống đài đồng, vô minh chẳng có mưa hồng hên chi. Vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao. Tứ đế cũng chẳng có nào à, không chi là chi có nào đắng chi. Do vô sở đắc ly tất cả, nhân pháp kia đều xả nhị không. Vần lòng khi huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chi cũng bố, tân xa lìa mộng tưởng đạo điên. Tâm không rộn ráo tu duyên, niên bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bát nhà đa bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai ban nhà là hơn, pháp môn tối thân cõi chân mau về. Thì thần chú linh tri đại lực, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thường oai linh, ấy chú vô đẳng thịnh thịnh hoài thần. Trừ tấn cá nguyên nhân cán khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, anh làm thần chú chân như thuyết rằng. Yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tán bà. Kim lư vừa
đà ngà khâm công pháp giới đạo tràng mười phương ấy hiền thành mấy bao kiên tường chư quần rõ biết ngọn hương chi tiền pháp thân toàn phần pháp rộng sâu rắn nhiệm màu ở trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu. Nay con nghe thấy kim trị tụng nguyện tỏ như lai nghe nhiệm màu. Phần bảo ngài vô tăng ý Bồ Tát Thiện Nam Tự, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu can sự khổ nào, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải quán, nếu có do vì xưng ngoài thần của Bồ Tát này vậy, nếu bị nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ứng chúng sanh bị tìm can cứ cho bao như vàng vàng lưu ly xa cứ mà nào sáng ngô hộ phánh trăng châu trong biển lớn. Và sự do bão thổi ghê thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ là sáng trong đó, nếu có nhận đến một người từng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời những người đó đều đang qua coi làng quỷ là sáng do nhân tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người sanh sẽ bị hại xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời giao gây của người kia cầm liên gây từng cung mà đặng thoát khỏi, nếu quý giả qua cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người. Nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người hung lại làm hai đắng giàu lại có người hoặc có tội. Hoàng không tội không
thân tiên kinh trói buộc nơi thân thân danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thầy đều đứng ra liền đằng thoát khỏi nếu kê oán tăng đầy trong cõi tam thiên đại tiên. Có mong vì thương chúa dân đoàn người buông đem theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở trong đó có một người tướng rằng can thiện nam tử chớ có sợ rằng các ông phải nên mong lòng kính danh nhiều Quán Thế Âm Bồ Tát vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thí cho chúng sanh nếu các ông chân danh hiệu ngài trời thế đắng thoát khỏi nơi oán tật này. Đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát vì từng danh hiệu Bồ Tát nên liền đằng thoát khỏi vô tận y Quán Thế Âm Đại Bồ Tát có chân ngoài tầm rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng danh dung được cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều dân hơn thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa lòng dân hơn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đặng lìa ngu si vô tận ý Quán Thế Bồ Tát có những chứng ngoài tầm rộng lớn nhiều sự lợi ích như thế. Cho nên chúng sanh thường phải một lòng thường nhớ đến ngài. Nếu có người nữ già chớ muốn cầu con trai lễ lại cũng dường Quán Thế Âm Bồ Tát liền chẳng con trai phượng đừng trì huệ. Dạ chớ muốn cầu con gái mẹ tránh con gái cô tướng xinh đẹp chớ đa trong còi buông đứng mọi người đều kính mến vô tận y Quán Thế Âm Bồ Tát có chân hoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát thời phước đứng cho nên chúng sanh đều phải tỏ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vô tận ý. Nếu có người tỏ trì danh từ của 62 ứng hằng hà sa Bồ Tát lại trọn đời cũng dường đồ ăn uống y cũng dường nằm thua phan y. Ông nghĩ sao công đức của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng? Vô tận này thưa Bạch Thế Tôn rất nhiều phần dài. Nếu lại có người tỏ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát nhận đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đức của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ngưng kiếp không thể cùng tận vô tận ý tỏ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát đặng vô lượng vô biên phương thân lời ích như thế. Ngài Bồ Tát ý Bồ Tát bằng phần rằng Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát vào đi trong cõi ta bà như thế. Vì chúng sanh nói pháp như thế nào, sức phương tiện của ngài như thế nào, phần bảo vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử. Nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phần đằng đồ qua thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phần. Vì đó mà nói pháp nơi đang dùng
thân duyên giác đặng độ thoát Bồ Tát liên hiền thân duyên giác vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thanh văn đặng độ thoát Bồ Tát liên hiền thân thanh văn vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương đặng độ thoát Bồ Tát liên hiền thân phạm vương vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đế thân đặng độ thoát Bồ Tát liên hiền thân đế thích vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tư tài thiên đặng độ thoát Bồ Tát liên hiền thân tư tài thiên vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ xá môn đặng độ thoát Bồ Tát liên hiền thân tỳ xá môn vì đó nói pháp mà nơi đang dùng thân tiểu vương đặng độ thoát Bồ Tát liên hiền thân tiểu vương vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trương gia đặng độ thoát Bồ Tát liên hiền thân trương gia vì đó nói pháp nơi đang dùng thân cư sĩ đặng độ thoát Bồ Tát liên hiền thân cư sĩ vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tế quan đặng độ thoát Bồ Tát liên hiền thân tế quan vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Bà La Môn đặng độ thoát Bồ Tát liên hiện thân Bà La Môn vì đó nói pháp nơi đang dùng thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di đặng độ thoát Bồ Tát liên hiện thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ư Bà Tạng Ư Bà Di vì đó nói pháp nơi đang dùng thân vô lượng của trưởng giả cư sĩ Tế Quang Bà La Môn đặng độ thoát Bồ Tát liên hiện thân phụ nữ vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đồng nam đồng nữ đặng độ thoát Bồ Tát liên hiện thân đồng nam đồng nữ vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trời đồng giả cho càng thẳng Bà A Tu La Ca Lầu La Thân Na La Ma Hồ La Già Nhân cùng Phi Nhân đặng độ thoát Bồ Tát liên đều hiện thân mà vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thần chấm kim cang đặng độ thoát Bồ Tát liên hiện thân thần chấm kim cang vì đó nói pháp Vô tận ni quang thế âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế dùng các thân hình vào đi trong ca cõi nương để độ toàn chúng sanh như thế vì vậy các ông phải một lòng cúng dường quan thế âm Bồ Tát quan thế âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng cấm xa sanh hãy ban cho sự vô ý cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thế vô ý ngài vô tận ý Bồ Tát bằng phần đằng Thế Tôn con nay xin cùng dường quan Thế Âm Bồ Tát ngài liền mở chuối ngọc bằng cán cho báo giá trị trăm nghìn lượng vàng nơi cổ đem cúng dường cho ngài quan Thế Âm mà nói rằng xin ngài nhân chuối ngọc trăm bảo pháp thi này khi ấy quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuỗi ngài vô tận ý lại thưa cùng quan Thế Âm Bồ Tát rằng xin ngài về thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này bây giờ phẩm bao ngài quan Thế Âm Bồ Tát ông nên thương vô tận ý Bồ Tát và hàng tư chúng cùng
trời rồng. Và có cả tháng ba tu la ca lâu la thân na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân, mà nhẫn chuối ngọc đó tâm thời quan thế âm bồ tát thương hàng thế chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân, mà nhẫn chuối ngọc đó chia làm hai phần, một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo. Vô thần y quán thế âm Bồ Tát có sinh ngoài thần từ tài như thế, vào đi nơi cõi ta bà lúc đó ngài vô thần y Bồ Tát nói kệ hỏi phần rằng thế tôn đủ tương tô con nay lại hỏi kia phần tự nhân duyên gì tên là quán thế âm đánh đầy đủ hầu nhiều nghìn đứng và phá nguyên thân tình lớn ta vì ông lớn nói nghe tên cùng thấy thân tâm niệm chẳng luôn qua hay về khổ ca cõi giả sự thân lòng hài chỗ lớn hầm lửa lớn do chân niệm quán âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng do chứng niệm quán âm trong mọi chẳng chìm đặng ngầm ở chốn tu di bị người châu rơi xuống do chứng niệm quán âm như mặn nhật treo không hoang bị người giữ được ra khuôn núi kim cang do chứng niệm quán âm chẳng tổn đến mãi long hoàng gặp oán tận vây đều cầm nhau làm hại do chân niệm quán âm đều liền sanh long lanh hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình sanh chén do chân niệm quán âm giao liền gây tình đoàn hoàng tù cấm xuyên xích tay chân bị gông cầm do chân niệm quán âm tháo ra đằng hoa khói nguyện rủa cán cuốn độc muôn hại đến thân đó do quán âm trợ hài nơi bổn nhân hoàng gặp la sáng giữa rồng độc cán loài quỷ do chân niệm quán âm liền đều không dám hai hoàng thu giữ vây quanh anh buông nhọn đáng sợ do chân niệm quán âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đông khói lửa đông do chân niệm quán âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ sen đánh tuôn da sôi mưa lớn do chân niệm quán âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng tần quán âm xưng chi diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ thân thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nước mười phương không coi nào chẳng hiền càng loại trong đường giữa địa ngục quy súc sanh sanh già bình chán cô lần đều kiến dân chân quán thân tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tăng tịnh không nhân huệ nhận pha cán tối hay phùng tai gió lửa thăm soi sang thế gian lòng bị răng như tâm ý từ diệu đường mây xối mưa phàm càng lồ giật trừ lửa phiền não cải kiện qua cho quan trong quân trận sẽ thành do chân niệm quan âm cửu oán đều lui tan diệu âm quán thế âm và
âm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia, cho nên thường phải niệm 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 cho sanh nghi. Quán âm bừng tình thánh nơi cổ nào nàng chán hay bị làm nương cậy đủ tất cả công đức măng lành trong chúng sanh điện phương lớn không lường, cho nên phải đành lệ. Bây giờ ai trì địa Bồ Tát liên tư cho ngồi đứng dậy đến trước bánh Phật rằng thế tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại phổ môn thì hiền chứng thần thông này thời phải biết công đức của người đó chẳng yếm lúc phần ngôi phẩm phổ môn này. Trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phát tâm vô đằng chánh giác, kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát chân môn viên án đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà án đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà án đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện.
bao trùm muôn loài chẳng phân thân phàm, vầng tâm ấy lành trang sáng suốt cõi bờ kia, một bước đến nơi trải lòng tròn đủ xưa nay.
công thành quả chứng có bảy đỉnh đan, hàng Bồ Tát danh quang tự tại, khi tham thiền Bồ Ngài đến trong mà thầm vào trí huệ mơ thông. Rồi thấy năm uẩn đều không có gì, đồ tâm cả không chi khổ ách, trong thực tâm hiền cảnh sắc ra, sắc không chung ở một nhà. Không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không, mà ấy sắc tương cùng đồng không tương, không tương y như tường sẵn kia, thọ tưởng hành thân phân chia. Cùng lại như vậy tông về chân không, tòa sắc tương nhân ông tạm đó, cao pháp kia tưởng nọ luôn trơn, chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng cấu chẳng tình chẳng sờn chẳng than. Cơ ấy lên cõi trên không giới, thế nào là vô ngại thường chân, vốn không ngủ quần âm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy đồng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, tánh không sang xuống đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao. Tứ đế cũng chẳng có nào à, không chi là chi có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tất cả, nhân pháp kia đều xả nhị không. Vâng lòng khi huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quái ngại có chi cũng bố, tinh xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo tu duyên, niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật Di Đàn Bát Nhã Đa Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hai bát nhã là hơn, pháp môn tối thân cõi chân mau về, thì thần chú linh tri đại lực, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chúa tôi thường oai linh, ấy chúa Bồ Đẳng thịnh thịnh oai thần, trừ tâm cá nguyên nhân cản khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sơn. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế Bồ Đề Tạng Bà, yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế Bồ Đề Tạng Bà, yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế Bồ Đề Tạng Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha Di Đi Đô Bà Tỳ A Di Đà Tha Tấn Nam Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lang Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lang Đa Già Di Ni Già Già Đa Di Đa Ca Lễ Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điện Già Tha A Di Đà Đa Bà Tỳ A Di Đà Đa Tấn Nam Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lang Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca
Dạ di ni dạ dạ na chi na ca lê ta ba hằng. Đừng quán âm ngoài thần lòng lòng má thâm thế gian đều rộng danh ngài chúng sanh hết thảy ai ai. Khi nào gặp nàng niệm ngài liền quá bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ quán thế âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành thế ngài nghe tiếng ứng danh tới liền giàu trọng bệnh liên miên khổ cực niệm danh ngài lập tức khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày. Chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua vô lượng kiếm ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha diệu thân ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù diệu âm chi thơ cũng tu vô hiền chứng thánh đền bù công lao trọn môn nhà đường vào cánh phong lòng từ bi chân chất đáng ghi tuổi nhỏ chi cả ai bị giống lòng mồ đạo quyết thì đi tu tròn chín năm chân từ lao khổ mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trái giới tu hành tại đồng hương tích băng thành Việt Nam một cảnh tiên mây làm che phủ có cam tuyền thành nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành. Kim đồng ngọc nữ danh theo hầu dưới bể ngọc chia nhau sớm tối chầu hải bên không lỗi đạo thầy luôn luôn chân chánh thẳng ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quán thế âm danh là tự tài khắp tam thiên qua lại dạo chơi từ bi ngài muốn đổ đời mười hai đại nguyện thiền thời cao ca nguyện nào cũng đều là rốt ráo chuyên tâm về chánh đạo độ tham. Biển nam hải núi Võ Đà trù ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phố môn thị hiện Đức Như Lai thuộc chuyện khen ngài oai tầm linh hiển không hay tầm kinh cơ cô chẳng này công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiền tinh thì tới nơi nhiều dắt cấm kỳ đổ cho. Hay có kẻ qua đò mắt nàng cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường chỉ thành đôn nén tâm hương vừa niềm danh hiểu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy Đấng Như Lai truyền dạy không sai. Chúng ta chờ có quãng này một lòng ngưỡng mộ câu ngài đổ cho trong khổ hải đò từ vấn đời với chúng sanh đưa tới lãng ban. Chính từng khen báo đài vàng Di Đà Tho kia rơi
ràng thành thơi, từ bi cứu khổ độ đời, cầm kinh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quy trương điện chi tâm đành lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dằn dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Thế Tôn đã đánh nín dài bão mà con còn đắm đuối mê say, mắng ưa xem huyền cảnh hằng ngày. Tai thánh tiên mừng đường vua nịnh, mùi quen ngửi mùi thơm bất tình, lưỡi dền theo lắm chuyện gây con. Thân ham dùng lắm con sẽ trôi, mơ tướng bao là vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lắm che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối với bài tố rõ. Nguyện tội từ nay dứt bỏ, chuyện xấu căn đã khỏi lầm mê. Trương đại thiên thành kinh hướng về, tình tam độc quý Tam Bảo. Phần giới cánh chuyên trì chú đáo, nhưng tâm cùng rụng rễ vô minh. Chí phàm phu tử lưng khó thành, cầu đại gia từ bi gia hộ. Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con giống lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm đến bưu thành, đặng từ gia gia tha viên mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tùng công đức thù thân hành, vô biên thắng phước giai hồi hướng. Vô nguyện phạm giới chư chúng sanh, công phán vô lượng quang phần sáng. Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chứng minh liễu. Vô nguyện tội dương tâm tiêu trừ, thế thế thương hành Bồ Tát đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu. Hoa khai tiên phần ngộ vô sanh, bấn rối Bồ Tát vi bàn lỡ. Nguyện dị thư công đức phổ cầm tư nhân thiên, đằng giữ chúng sanh giai công thành phần đạo. Tự quy Phật tin, nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phán lòng vô